Khi chưa thực hiện xong dự án xây dựng hệ thống cống nối thông Hồ Vục, Hồ Đầu Băng, Hồ Tư Đình theo hình thức hợp đồng BT, Tập đoàn Lã Vọng đã được giao 30,5 hecta đất tại quận Nam Từ Liêm. Đáng nói, dự án thương mại khu đô thị Louis City Đại Mỗ đã được bán gần hết. Ngày 21 tháng 1 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 344 QĐ-UBND về việc chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất dự án và chỉ định nhà đầu tư dự án cải tạo môi trường Hồ Đầu Băng, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao BT với tổng số vốn đầu tư tạm tính là 390,7 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới thuộc Tập đoàn Lã Vọng. Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 3815 QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án cải tạo xây dựng hệ thống cống nối thông Hồ Vục, Hồ Đầu Băng và Hồ Tư Đình theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư là 545,3 tỷ đồng. Quỹ đất thực hiện dự án đối ứng cho dự án BT, nhà đầu tư được tạo điều kiện triển khai, lập dự án khác với quy mô, phạm vi, ranh giới thuộc 9,9 hecta trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết, khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định 4180 QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70 tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 30,5 ha. Quyết định nêu rõ, quy hoạch chi tiết này được duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện dự án đối ứng theo hình thức hợp đồng BT của dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông Hồ Vục, Hồ Đầu Băng và Hồ Tư Đình, quận Long Biên đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận điều chỉnh tại quyết định số 3815 ngày 10 tháng 8 năm 2015. Để thực hiện dự án BT nói trên, Tập đoàn Lã Vọng phải bỏ ra số vốn trên 500 tỷ đồng. Theo dự kiến, công trình này sẽ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ quý 3 năm 2018. Đổi lại, tập đoàn này sẽ nhận được 30,5 hecta đất đối ứng để thực hiện các dự án của mình, theo như công bố. Hiện nay, dự án thương mại trên 30,5 ha đã và đang được hoàn thiện và mở bán. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, dự án BT mới chỉ bắt đầu thi công. Ghi nhận thực tế, các hạng mục thi công tại đây vẫn còn ngổn ngang và chưa có dấu hiệu của việc hoàn thành dự án. Như vậy, thời gian dự kiến hoàn thành như cam kết của Lã Vọng chắc chắn sẽ không thực hiện được. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đặt ra câu hỏi: Tập đoàn Lã Vọng đã hoàn thành xong hạ tầng chưa mà đã được quyền lấy đất đối ứng? Trách nhiệm của các sở ban ngành như thế nào trong việc giám sát dự án này? Trên cái nguyên tắc khi làm các dự án BT tức là gì? Đổi đất lấy hạ tầng. Vậy hạ tầng đã hoàn thành xong chưa mà anh đã được lấy quyền lấy đất? Rõ ràng chúng ta nhìn thấy trên thực tế là gì? Đất họ đã được giao, họ đã triển khai và họ thậm chí đã thu lời trên mảnh đất rồi. Nhưng cái phần hạ tầng họ buộc phải trả cho nhà nước thì lại chưa thấy được hoàn thiện. Cũng không biết đến bao giờ mới xong, thời gian sẽ đến bao giờ và cái giám sát của các sở ban ngành, cụ thể ở đây trách nhiệm là làm sao, đều chưa thể hiện rõ. Nhằm tính sơ bộ, có thể thấy rằng với việc bỏ ra trên 500 tỷ đồng để thu về 30,5 hecta đất vàng, Lã Vọng đang thu về nguồn lợi gấp khoảng 33.000 số vốn bỏ ra cho dự án BT. Ngay từ trong giai đoạn đầu khi mà cải tạo ba cái hồ này thì được đổi sang là 9 hecta. Nhưng việc điều chỉnh lên tới hơn 30 hecta tiếp theo, tôi cũng không hiểu là dựa trên cái cơ sở đánh giá như thế nào. Đã được thẩm định về giá về đất chưa? Có được đưa ra trên cái giá trị của việc lạo vét cải tạo ba cái hồ là bao nhiêu? Bởi vì sao toàn bộ quá trình này thì không được đưa ra đấu thầu công khai minh bạch mà lại đang áp dụng cái quy định về chỉ định thầu. Rõ ràng BT đang có những cái việc mà tạo các kẽ hở cho những cái thành phần có thể trục lợi rất nhiều. Nếu như vẫn còn tồn tại những cái tình trạng chính sách như thế này thì sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho những kẻ tham nhũng. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo thanh tra các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng cùng các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc các dự án BT của Tập đoàn Lã Vọng được chỉ định thầu có sai phạm hay không vẫn phải chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng.